Người ha, mình tiếp tục giới thiệu đến mọi người mẫu Vaio nha mọi người. Cái này á là màn hình Full HD rất là gọn luôn, màn hình 11 inch dành cho ai mà thích gọn, tiện, nhẹ, có 9 lạng thôi. Sạc nè mọi người, đầy đủ các ngõ kết nối. Đó, đầy đủ hết ha. Máy là hoạt động hoàn hảo. Cái vỏ ở ngoài thì tương đối là sạch sẽ, không có trầy xước gì hết mọi người. Giống như cái chữ Vaio này bình thường nó sẽ bị mờ và bị mòn, nhưng cái này nó còn bóng loáng à. Rất là gọn nha mọi người, không nhất thiết là ai cũng sử dụng máy lớn, tại vì cũng có nhiều người là chỉ cần để là ví dụ như là tách nhạc hoặc là văn phòng làm sơ sơ Word Excel đơn giản. Đây mọi người, màn hình Full HD rất là đẹp. Màn hình của Vaio thì lúc nào khỏi nói 100% là lúc nào cũng Full HD hết. Và cái độ đây là mọi người, cái độ chống chói này nhìn nó rất là đẹp. Đây là 11 inch thôi nha mọi người, máy rất là gọn. Tuy rằng mình quay như vậy nhưng mà sao mình nhìn trong điện thoại thì nó to mà nhìn ở ngoài nó nhỏ. 10 inch đó mọi người, 11 inch lộn, mọi người tưởng tượng ha, 11 inch rất là máy gọn ha. Chứ đừng có tưởng là máy to xong rồi mua về rồi kêu sao máy nhỏ nha mọi người. 11 inch. Phím, phím thì đây ha, có bóng, tại vì cái dòng này ở bên Nhật người ta còn sử dụng á mọi người, cho nên là phím rất là bóng. Bóng nhưng mà không có mòn cái gì hết. Đây ha, bóng nè. Mà cũng không không tới nổi nào đâu mọi người. Rất là ok, mềm lắm, cái này mà đánh máy mà nhẹ nhàng là không nghe tiếng luôn á. Góc cạnh bàn rê chuột khá mới. Mình bấm cho mọi người xem cái cấu hình ha. Màn hình rất là đẹp mọi người. Cái độ sáng rất là cao luôn á. 1920 nhân 1080 này là Full HD. Rồi i5 6200 mọi người, RAM 4GB và SSD là 128. Thì nói chung là cái cấu hình này á thì cho con cái mình học online hoặc mình làm những cái mà ví dụ như mình test nhạc, phim ảnh, mình đọc mail, Word, Excel, lên đơn bán hàng, rồi nói chung là làm những cái cấu hình văn phòng á, là ok mọi người, không có cần chạy cái gì nặng lắm thì mình nghĩ là cũng rất là ok rồi. Giá có 2 triệu 8 thôi, pin tầm 2 giờ kèm sạc dinh nữa, mà màn hình full gọn đẹp nhẹ có 9 lạng à, thuận tiện để mà mình mang vác đi lại nha mọi người. Sách đi lại nó gọn, nó nhẹ như cái cuốn tập dễ cầm, rất là gọn mọi người. Không nhất thiết là lúc nào cũng phải là máy to. Ok mọi người ha, 2 triệu 8 ai chốt thì inbox mình. Cảm ơn mọi người nhiều. Mọi người mua hàng thì cọc cho mình, cái này nó rẻ cho nên mọi người cọc 500 ngàn là được rồi. Còn lại thì mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện. Máy là có bao nhiêu dinh nên mọi người yên tâm ha. Cảm ơn mọi người nhiều nha.